Dự kiến ngày 21 tháng 12 tới đây, tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ chính thức chạy thử nghiệm từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Đây là điều mong mỏi của tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm chờ đợi. Càng phấn khởi hơn khi trước thời điểm đoàn tàu lăn bánh, những khó khăn về tài chính của đội ngũ công nhân viên, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã dần được tháo gỡ khi mới đây Bộ Tài chính đã chính thức trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn điều lệ cho công ty này. Công ty đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh có vốn điều lệ ban đầu 14 tỷ đồng, được thành lập để quản lý, vận hành, bảo dưỡng tuyến metro số 1 sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, thời gian qua, do chưa tiếp nhận bàn giao công trình để đi vào hoạt động thương mại nên không có doanh thu, dẫn đến hàng loạt công tác liên quan đến đào tạo nhân sự, tiếp nhận công nghệ và hoàn chỉnh bộ máy vận hành gặp khó khăn. Gần một năm nay, toàn bộ nhân viên công ty đường sắt đô thị số 1 phải làm việc trong tình trạng không lương. Tuy nhiên, vì mục tiêu chung của thành phố, đội ngũ người lao động vẫn nỗ lực hoàn thành công việc, đảm bảo các khâu vận hành cho tuyến metro số 1. Chúng tôi cũng hy vọng cái đề xuất của Bộ Tài chính sớm được chính phủ thông qua để làm cái cơ sở cho thành phố cấp cái kinh phí hoạt động cho công ty. Chúng tôi đang thực hiện cái kế hoạch để đào tạo nhân sự vận hành, trưởng ga, nhân viên điều độ và nhân viên nhà ga. Từ dự kiến thì tháng 2, 2023 sẽ bắt đầu đào tạo các lực lượng này về cái lực lượng bảo trì, bảo dưỡng. Thì cũng sẽ bắt đầu trong quý 1/2023. Và hy vọng trong thời gian tới thì công ty sẽ có được cái nguồn kinh phí để mà phục vụ cho công tác duy trì các hoạt động của công ty và đặc biệt là công tác tuyển dụng các nhân sự để phục vụ cho công tác tiếp nhận cái công nghệ, tiếp nhận cái kỹ năng đào tạo và vận hành từ các nhà thầu của dự án, từ các tư vấn của dự án. Bộ Tài chính cho biết, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng phê duyệt chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho công ty đường sắt đô thị số 1 từ nguồn ngân sách thành phố với số tiền 268 tỷ đồng là phù hợp. Để đảm bảo căn cứ pháp lý, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết về việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ trên cho công ty. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trước mắt Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tạm ứng kinh phí để công ty giải quyết lương thưởng cho người lao động dịp Tết.